Bản tin thế giới sáng ngày 5 tháng 8 Ukraine dự đoán Nga sẽ cố gắng tấn công ở Kherson Ngũ giác đài cho biết các biện pháp trừng phạt có thể làm tê liệt quân đội Nga Tàu biển cỡ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng của Ukraine để vận chuyển ngũ cốc Ngoại trưởng Blinken tuyên bố Mỹ phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan Tạp chí phố World đưa tin Mỹ hủy thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vì căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết của Bản tin Thế giới sáng ngày 5 tháng 8 của DKN TV. Kính thưa quý vị, tướng Ukraine Oleksiy Horomov ngày 4 tháng 8 đã cho biết, Nga có thể sẽ tiến hành một cuộc tấn công ở khu vực Kherson, miền nam của Ukraine và đang xây dựng lực lượng một cách rõ ràng. Nga đã chiếm đóng các vùng đất phía nam của Ukraine ngay từ giai đoạn đầu của cuộc xâm lược. Tuy nhiên, chính quyền Kyiv tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc phản công lớn và sử dụng vũ khí tinh vi của phương Tây viện trợ để tấn công vào các đường tiếp tế và các kho đạn của Nga. Ông Horomov cho biết, Nga đã đưa một lượng lớn vũ khí tới phía đông bắc của khu vực Kherson. Ông nói trong một cuộc họp báo, có khả năng kẻ thù sẽ cố gắng thực hiện các chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ của chúng tôi để giành thế chủ động và đe dọa những thành công của chúng tôi nhằm buộc quân đội Ukraine ngừng mở rộng các đầu cầu và tiếp tục phòng thủ. Ở phía đông của Ukraine, ông cho biết, các lực lượng của Kyiv đã cải thiện vị trí chiến thuật xung quanh thành phố phía đông Slovian, chiếm lại hai ngôi làng. Nhưng các lực lượng Nga đang cố gắng chiếm thành phố phía đông Abdiivka và cả làng Pisky. Ông Horomov nói thêm, các lực lượng Ukraine đã buộc phải nhượng bộ lãnh thổ ở đó, chuyển sang phòng thủ ở phía nam thành phố Avdiivka và rời khỏi mỏ than Butivka. Chuyển sang một diễn biến có liên quan. Ngũ Giác Đài cho biết các biện pháp trừng phạt có thể làm tê liệt quân đội Nga. Theo National Interest, các quan chức của Ngũ Giác Đài nói rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế trên diện rộng đang gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế Nga, và có thể làm tê liệt quân đội của nước này. Một quan chức cấp cao của ngũ sắc đài mới đây đã lưu ý rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu mà Mỹ và các đối tác đồng minh trên toàn thế giới áp đặt lên Moscow đang bắt đầu có tác dụng. Theo một báo cáo của ngũ sắc đài, 1.000 công ty đa quốc gia hiện đã đình chỉ hoạt động ở Nga, trong khi lạm phát ở Nga đang tăng tới 20% và thị trường chứng khoán Nga đã mất 1 phần 3 giá trị. Báo cáo cũng cho biết thêm, các công ty nhà nước của Nga đã mất 70 đến 90% vốn hóa thị trường của họ. Vị quan chức Mỹ khẳng định, đây chỉ là bước khởi đầu mà các biện pháp trừng phạt này tạo ra. Cũng theo National Interest, thiệt hại kinh tế do các lệnh trừng phạt gây ra cũng có một số tác động đáng kể đối với quân đội Nga. Với nguồn ngân sách hạn chế, quân đội Nga sẽ gặp khó khăn để bổ sung kho đạn dược, cung cấp vật tư và vũ khí cho lực lượng của họ, cũng như tái thiết nhanh các khu vực bị hư hại trong trường hợp xung đột tiếp diễn trong nhiều năm. Việc giảm ngân sách sẽ làm giảm khả năng của Nga trong việc tài trợ cho nghiên cứu đổi mới vũ khí và sản xuất các hệ thống vũ khí mới. Nhiều người cũng tin rằng điều này có thể làm suy yếu hơn nữa các nỗ lực quân sự của Nga ở Ukraine. Ngược lại, triển vọng dài hạn đối với Ukraine lại khác hẳn và được cho là lạc quan hơn. Ukraine đang tiếp tục có một dòng tiền tài trợ, vũ khí và sự đào tạo đều đặn của phương Tây. Tại cuộc họp gần đây của nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine với sự tham gia của hơn 50 quốc gia, Mỹ và một số lượng lớn các quốc gia đồng minh có cùng chí hướng đã cam kết hỗ trợ lâu dài cho nỗ lực kháng chiến của Ukraine để chống lại Nga. Tại một cuộc họp gần đây, một quan chức cấp cao của ngũ giác đài đã cho biết, nhiều khoản viện trợ đang được giải ngân nhanh chóng để bảo đảm chính quyền kỹ có đủ nguồn cung cấp đạn dược và vũ khí trong cuộc chiến với Nga. Viện trợ này có thể đến dưới dạng các hệ thống radar để phát hiện các cuộc tấn công tên lửa của Nga và nhiều tên lửa HIMARS hơn nữa để giúp cho Ukraine tấn công vào các điểm phóng và các trung tâm chỉ huy kiểm soát của Nga. Chuyển sang một diễn biến có liên quan khác. Tàu biển cỡ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ tới cảng của Ukraine để vận chuyển ngũ cốc. Người phát ngôn chính quyền vùng Odessa của Ukraine, ông Jackie Pratchuk, ngày 4 tháng 8 đã cho biết, một tàu biển cỡ lớn của Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến đến cảng Chorunomox của Ukraine bên bờ Biển Đen vào ngày 5 tháng 8. Đây sẽ là tàu biển nước ngoài đầu tiên cập cảng Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột. Theo thông báo của vị quan chức này, tàu Osprey S của Thổ Nhĩ Kỳ treo cờ Liberia đang hướng về phía eo biển Dardanelles để vào cảng Chorunomox của Ukraine. Tàu này sẽ đến để chở ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine sau khi Nga và Ukraine ký kết các thỏa thuận riêng rẽ với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc về xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Chuyến tàu đầu tiên mang ngũ cốc của Ukraine đã rời cảng Odessa vào ngày 1 tháng 8 và đã đến cực bắc của eo biển Bosphorus sau 36 giờ đồng hồ. Tàu này chở hơn 26.500 tấn ngô tới Liban. Hội đồng Nông nghiệp Ukraine cho rằng, trong giai đoạn 2022-2023, nước này cần xúc tiến để xuất khẩu 50 triệu tấn ngũ cốc trong bối cảnh lượng ngũ cốc dư thừa từ vụ mùa năm ngoái và cả vụ thu hoạch mới này, cơ quan này cũng cho biết, Ukraine dự kiến thu hoạch từ 55 đến 60 triệu tấn ngũ cốc cũng như các loại hạt có dầu trong năm nay, trong khi nhu cầu trong nước đối với ngũ cốc được dự báo là sẽ đạt 20 triệu tấn. Tiếp theo chương trình là phần tin tức liên quan đến diễn biến căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Ngoại trưởng Blinken tuyên bố, Mỹ phản đối nỗ lực thay đổi hiện trạng ở Đài Loan. Ngoại trưởng Anthony Blinken đã nói với những người đồng cấp Đông Nam Á vào hôm ngày 4 tháng 8 rằng Mỹ phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng Đài Loan, nhất là bằng vũ lực, và chính sách của Washington đối với Đài Loan không thay đổi. Ông cho biết, sự ổn định giữa hai bờ eo biển là vì lợi ích của toàn bộ khu vực. Ông nói, "Chúng tôi và các nước trên thế giới tin rằng sự leo thang không có ích cho bất kỳ ai và có thể dẫn đến những hậu quả không mong muốn, vốn không có lợi cho ai cả." bao gồm các nước ASEAN và cả Trung Quốc. Vào ngày 4 tháng 8, ông Blinken đã tham dự một hội nghị về an ninh của hơn 27 nước, vốn dự kiến sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng lương thực do cuộc chiến Nga-Ukraine gây ra, sự ổn định ở eo biển Đài Loan và cả cuộc khủng hoảng ở Myanmar. Tại hội nghị diễn ra ở Campuchia, ông Blinken và ASEAN đã cam kết nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược toàn diện. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ đã gặp gỡ ngoại trưởng Qatar để nói về những diễn biến ở Afghanistan, Iran và thảo luận về cuộc khủng hoảng kinh tế của Sri Lanka với người đồng cấp Ấn Độ, Jai Shankar. Sau đó, ông đã gặp tân ngoại trưởng Sri Lanka Ali Sabri và hứa sẽ hỗ trợ cho đất nước đang trao đảo trong cuộc khủng hoảng kinh tế và chính trị mà ông nói là thách thức và cơ hội mới. Tin tiếp theo, tạp chí The Tin Mỹ hủy thử tên lửa đạn đạo liên lục địa vì căng thẳng với Trung Quốc về Đài Loan. Tạp chí Phố World ngày 4 tháng 8 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, chính quyền Biden đã hoãn vụ phóng thử định kỳ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minitman 3 của lực lượng không quân để tránh leo thang căng thẳng với Bắc Kinh. Truyền thông Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ đã lên kế hoạch tiến hành vụ phóng thử trong tuần này từ căn cứ không quân Vandenberg ở California. Theo tạp chí Phố World, các quan chức Hoa Kỳ không cho biết vụ phóng thử tên lửa này sẽ bị trì hoãn bao lâu, nhưng một nguồn tin nói rằng nó có thể bị trì hoãn trong 10 ngày. Thông tin nói trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc ở mức cao độ sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Trung Quốc đã khai triển hàng loạt máy bay và bắn tên lửa đạn đạo ở gần Đài Loan vào hôm thứ Năm. Trước đó, vào tháng 4 năm nay, quân đội Mỹ đã hủy vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman 3 nhằm giảm căng thẳng hạt nhân với Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Tên lửa Minuteman 3 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân là một phần quan trọng trong kho vũ khí chiến lược của quân đội Mỹ. Minuteman 3 có tầm bắn hơn 9.660 km và có thể di chuyển với vận tốc khoảng 24.000 km h Trong một diễn biến có liên quan, Tòa Bạch Ốc hôm thứ Năm ngày 4 tháng 8 đã lên án việc Trung Quốc phóng thử tên lửa đạn đạo gần Đài Loan là vô trách nhiệm. Washington nhận định Bắc Kinh sẽ tiếp tục phản ứng trong những ngày tới sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Người phát ngôn an ninh quốc gia John Kirby nói trong một cuộc họp báo rằng các hành động khiêu khích của Bắc Kinh là sự leo thang đáng kể và là nỗ lực lâu dài của nước này nhằm thay đổi hiện trạng. Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cho biết Trung Quốc không nên phản ứng thái quá với chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi. Ông Stoltenberg đã nói với Reuters vào ngày 4 tháng 8 rằng, chuyến thăm của bà Nancy Pelosi không có vấn đề gì để Trung Quốc phản ứng thái quá hoặc đe dọa Đài Loan hay sử dụng luận điệu đe dọa. Tổng thư ký Stoltenberg cũng cho biết thêm, Hoa Kỳ và các đồng minh NATO khác đã thường xuyên thăm Đài Loan với các quan chức cấp cao trong những năm vừa qua. Và do đó, đây không phải là vấn đề để Trung Quốc phản ứng thái quá. Tiếp tục liên quan đến vấn đề này, chuyên gia nhận định Trung Quốc vô diện sức mạnh quân sự gần Đài Loan nhưng lại lộ điểm yếu kém. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi đến thăm Đài Loan, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc thông báo một loạt các động thái quân sự xung quanh hòn đảo dân chủ này. Tuy nhiên, những động thái quân sự này cũng phơi bày điểm yếu về năng lực của không quân Trung Quốc. Chuyên gia quân sự Lữ Lễ đã đăng một bài phân tích trên tờ Queen Media vào ngày 4 tháng 8 và chỉ ra rằng 6 khu vực mà Trung Quốc lựa chọn để tập trận đã được lên kế hoạch cẩn thận và trọng tâm là phô diễn hỏa lực với cả Đài Loan và Hoa Kỳ, đặc biệt là ở vùng biển phía đông của Đài Loan. Mục đích của chính quyền Bắc Kinh tác động đến tinh thần của người dân Đài Loan là chính. Chuyên gia Lữ Lễ giải thích thêm rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ sử dụng tên lửa tầm ngắn DF-15 và tên lửa tầm trung DF-16, buộc Đài Loan phải đưa ra cảnh báo không kích từ Trung Quốc. Chuyên gia này cũng tin rằng mục đích của Đảng Cộng sản Trung Quốc không gì khác chỉ là hù dọa Đài Loan và tiến hành chiến tranh tinh thần. New York Times cho biết, Tòa Bạch Ốc và Ngũ Giác Đài đã theo dõi chặt chẽ tình hình ở eo biển Đài Loan kể từ ngày 3 tháng 8. Nhưng vẫn đánh giá rằng, chiến lược của chính Trung Quốc là đe dọa và ép buộc, chứ không phải là gây ra xung đột trực tiếp. Bonnie Lin, Giám đốc chương trình Quyền lực Quốc gia Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS, đã cho biết đây là một trong những kịch bản khó đối phó nếu một cuộc tập trận quân sự chuyển sang một cuộc phong tỏa, khi nào thì rõ ràng một cuộc tập trận sẽ là một cuộc phong tỏa? Ai nên là người đầu tiên trả lời? Lực lượng của Đài Loan, của Hoa Kỳ? Điều này chưa được rõ ràng. Một bài báo đặc biệt của Viện Chính sách Quốc tế Laui ở Sydney đã cảnh báo rằng sức mạnh hải quân và không quân của Trung Quốc đã thay đổi so với cuộc khủng hoảng eo biển Đài Loan năm 1996 và mọi người nên cẩn thận. Nhưng liệu quân đội Trung Quốc có thực sự hùng mạnh như họ đã tuyên bố? Nhà bình luận Thẩm Châu của Thời báo Epoch Times đã cho biết trong một bài báo vào ngày 3 tháng 8 rằng chuyến thăm Đài Loan của Pelosi đã tiết lộ bản chất của quân đội Trung Quốc. Chuyên gia Thẩm Châu đã viết rằng khi máy bay của bà Pelosi đến Đài Bắc vào tối ngày 2 tháng 8, máy bay quân sự của Trung Quốc thậm chí còn không có ý định đánh chặn. Điều này có thể liên quan trực tiếp đến sức mạnh của lực lượng không quân Trung Quốc. Chiến đấu cơ thế hệ thứ tư của Trung Quốc vượt xa so với Đài Loan nhưng thực không dễ để thực sự chiếm ưu thế trên không ở eo biển Đài Loan, đặc biệt là khi Trung Quốc không có khả năng kiểm soát không phận ở phía đông của Đài Loan. Trong khi đó, máy bay chở bà Pelosi đã cất cánh từ Singapore và bay suốt chặng đường dọc theo Malaysia và Philippines vào không phận Đài Loan. Về cơ bản, vẫn ở dìa tầm tác chiến của chiến đấu cơ Trung Quốc, nhưng chiến đấu cơ Trung Quốc lại không thể làm gì được. Đồng thời, chiếc Z-20 ở chiến khu đông bộ có vẻ như đã không thể chuyển đến eo biển Đài Loan kịp thời. Máy bay ném bom H6 đã không điều động tới, cho thấy lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ra lệnh không được hành động hấp tấp. Hơn nữa, hai hàng không mẫu hạm Trung Quốc là Liêu Ninh và Sơn Đông dường như cũng không thể tiếp cận vùng biển liên quan của Đài Loan kịp thời. Chuyên gia Thẩm Châu cho rằng, với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, quân đội Hoa Kỳ đã kiểm tra được phản ứng của quân đội Trung Quốc. Kết quả đã cho thấy, quân tiền phương của Trung Quốc đã phải đợi lệnh của lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Đây có lẽ sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất trong thời chiến, vì các quyết định cần phải đưa ra một cách kịp thời. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã thiếu một kế hoạch ứng phó, cả quân ủy và các quân chức phụ trách khu vực chiếm sự khác nhau. Chuyên gia Thẩm Châu cho rằng, với chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi, quân đội Hoa Kỳ đã kiểm tra được phản ứng của quân đội Trung Quốc. Kết quả cho thấy quân tiền phương của Trung Quốc phải đợi lệnh của lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản. Đây có lẽ sẽ trở thành điểm yếu lớn nhất trong thời chiến, vì các quyết định cần phải đưa ra một cách kịp thời và nhanh chóng. Tuy nhiên, quân đội Trung Quốc đã thiếu một kế hoạch ứng phó, cả quân ủy và các quan chức phụ trách khu vực chiến sự khác nhau đều không có quyền đưa ra các phản ứng kịp thời, chưa nói đến việc khai triển phối hợp xuyên chiến khu. Chuyển sang phần tin tiếp theo. Quốc hội Anh đóng tài khoản TikTok Quốc hội Anh đã đăng trên Twitter vào ngày 27 tháng 7 thông báo về việc mở một tài khoản Quốc hội Anh trên TikTok. Dòng tweet có nội dung: "Chúng tôi đang trực tuyến trên TikTok." Qua đó kêu gọi mọi người theo dõi thông tin từ Tháp Elizabeth. Tháp Elizabeth là chỉ Quốc hội Anh. Vào ngày 3 tháng 8, hãng Sky News đã đưa tin rằng vào tuần trước, một nhóm nghị sĩ Anh đã gửi thư chung đến người đứng đầu Thượng viện và Hạ viện cho hay nhiều báo cáo đã chỉ ra vấn đề dữ liệu của TikTok thường xuyên được gửi về Trung Quốc. Trong khi đó, Quốc hội Anh lại mở tài khoản TikTok khiến cho họ cảm thấy rất sốc và thất vọng, đồng thời cũng thúc giục cần phải hủy tài khoản trên nền tảng xã hội này. Những quan chức này coi việc nhà cầm quyền Trung Quốc có thể tiếp cận dữ liệu cá nhân của thế hệ trẻ Anh là mối quan tâm to lớn. Gần đây, TikTok đã bị phanh phui cho phép nhân viên của công ty mẹ từ Trung Quốc thu thập dữ liệu người dùng của Mỹ. Những nghị sĩ đã ký thư chung chỉ trích động thái mở tài khoản trên TikTok của Quốc hội Anh khiến họ ngạc nhiên và thất vọng, đồng thời cũng chỉ ra rằng theo luật tình báo quốc gia của nhà cầm quyền Trung Quốc được thông qua vào năm 2017, thì các công ty bắt buộc phải cung cấp thông tin khi chính phủ Trung Quốc yêu cầu. Từ năm 2021, giới lập pháp Anh đã chất vấn trước Quốc hội về độ tin cậy vấn đề dữ liệu người dùng trên nền tảng TikTok sẽ không được chia sẻ với Douyin của Trung Quốc. Bức thư viết rằng, Khả năng chính phủ của Tập Cận Bình có thể đọc dữ liệu cá nhân trên điện thoại di động của con cái chúng ta là nguyên nhân gây lo ngại. Các nghị sĩ đã thúc giục Quốc hội Anh hủy tài khoản liên quan trước khi có thể bảo đảm đáng tin cậy và chưa có dữ liệu nào được truyền tới Trung Quốc. Chủ tịch Thượng viện Lord Macfour và Chủ tịch Hạ viện Lindsay Hall của Anh đã phản hồi rằng tài khoản TikTok của Quốc hội Anh vốn có mục đích thu hút những người trẻ thờ ơ trên các nền tảng xã hội khác hiện có. Tuy nhiên họ cũng thừa nhận rằng họ đã không tham khảo ý kiến khi cho khởi động chương trình thử nghiệm. Vì vậy, sau khi tham khảo ý kiến của các bên, quyết định ngay lập tức cho ngừng hoạt động trên TikTok. Chuyển sang một diễn biến khác. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken hôm thứ Năm đã kêu gọi Thủ tướng Campuchia Hun Sen cần phải hoàn toàn minh bạch về các hoạt động quân sự của Trung Quốc tại căn cứ Hải quân RIM. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết, Ngoại trưởng Blinken đã nói rằng sự hiện diện độc quyền sẽ có nguy cơ gây tổn hại đến chủ quyền của Campuchia, an ninh khu vực và sự thống nhất của ASEAN. Ông Blinken cũng thúc giục ông Hun Sen trả tự do cho tất cả các nhà hoạt động bị bắt giữ vì các cáo buộc có động cơ chính trị và tạo ra không gian dân chủ hơn trước cuộc bầu cử quốc gia vào năm tới. Trước đó tại Campuchia, Ngoại trưởng Mỹ đã nói với Thủ tướng Campuchia Hun Sen rằng Washington muốn có quan hệ mạnh mẽ, tích cực giữa hai nước. Ông Blinken đã tuyên bố Mỹ sẽ cấp 25 triệu đô la viện trợ lương thực và hợp tác nông nghiệp cho Campuchia, vốn rất quan trọng để giải quyết tình trạng mất an ninh lương thực do điều mà ông gọi là hành động xâm lược của Nga ở Ukraine. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thế giới, sáng ngày 5 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.